các bạn và quý vị, chúng tôi đang test lô Đỗ Trọng. Thưa các bạn và quý vị, đây là lô quấn nhà cáp kiểu Đỗ Trọng. Vâng, với chiều dài đường chạy có 50 mét thôi. Đây là Zulu quấn nhà cáp các bạn nhé, còn đây là đối trọng này. Zulu quấn bao nhiêu thì đối chạm lên bấy nhiêu. Trong còi mà kêu điếc tai quá. Thế nha các bạn nhìn nè, lên chưa, đấy, nếp. Đối trọng lên rất từ từ. Rất đơn giản thôi, ở trên đỉnh đối trọng người ta là hai dòng dọc, ở trên cao người ta bố trí hai dòng dọc và một dòng dọc chuyển hướng. Dòng dọc chuyển hướng này là cát đi xuống đây. Được các bạn và quý vị, dòng dọc chuyển hướng này là cát đi xuống đây, ok chưa? Đấy, tang quấn cáp thì cáp thép sẽ tự động quấn lại, ví dụ như thế này. Các bạn nhìn chưa, rất trơn tru. Đây, tận mắt chưa các bạn? Nơi tổng thể để các bạn xem. Đây người ta gọi là rulo quấn nhà cáp kiểu đối trọng. Thưa các bạn, nhìn rất phê các bạn ạ. Còn dưới này nhé, đây là trừ quay cho các bạn xem. Dưới này là bộ, này là bộ chuyển đổi cáp. Khi mà cáp đi ngược hay đi xuôi là sẽ tự động chuyển đổi cáp cho cáp đỡ bị rối một phần. Thứ hai là cáp đỡ bị đất. Rất đơn giản thôi, nhưng mà có nó thì Zulu quấn đổi nhà cáp của đối trọng thì nó mới hoạt động được ngon này. Cái này bên trong chỉ có là bê tông với sắt vụn thôi, không có gì.
Welcome to DJ San Feet on Pi Porn. Jupio Otten to Pio Sa.